Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Số Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Trong thời gian 2 tập thì mình đã mở rộng cái chỗ trồng trọt của mình cũng như là trang trí xung quanh một tí ấy. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái chỗ AFK câu cá các bạn ơi, để mình có thể tìm thêm mấy cái quyển sách, mấy cái yên cưỡi cũng như là có thêm nguồn thức ăn ấy các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị là một ít redstone để làm một cái nốt nhạc này này đó. Và một cái cửa sập, à không, cái đó là cái tấm áp lực chứ, tấm áp lực bằng vàng nhá. Và một cái hàng rào, đây mình có sẵn một cái hàng rào và hopper nha các bạn. Hopper thì ở đây thì mình có một ít gỗ này, mình sẽ làm một cái rương trước đi, sau đó mình sẽ chế tạo một cái hopper nha. Rồi chúng ta đã có một cái hopper. Ngoài ra thì chúng ta nên chuẩn bị thêm một ít cái rương các bạn ơi, để chứa những con cá mà mình khi mình câu được ấy. Rồi hiện tại thì mình có cảm biến, cái phễu, cái rương, cần một cái cửa sập nữa các bạn ơi, cửa sập bằng sắt ấy. Rồi à không, gì mới đúng này đó, một cái cửa sập bằng sắt. Như vậy thì chúng ta đã làm được một cái chỗ AFK câu cá rồi. Bây giờ mình sẽ đặt cái chỗ AFK này ngay tại đó nha các bạn, tại vì mình muốn ở giữa hồ này để mình không bị làm phiền ấy. Và sau khi mình làm xong cái chỗ AFK thì mình sẽ xây thêm một cái ngôi nhà đi, để mình có thể an toàn vào buổi tối các bạn ơi. Tại vì khi mà mình AFK mà kiểu như 3 đêm không ngủ thì sẽ có một cái con mob mới, đó chính là con Phantom ấy các bạn, nó được thêm vào phiên bản 1.13.2 ấy. Đó. Giờ mình sẽ bắt đầu làm cái chỗ AFK bằng cách đặt cái rương xuống trước nha. Ở đây thì mình sẽ đặt cái rương như vậy. Đấy. Sau đó là một cái hopper chĩa vào cái rương nha. Và một cái hàng rào đặt ở phía trên, cũng như là một cái nốt nhạc ở phía sau này. Nốt nhạc ở đây và một cái cửa sập ở bên đây. Đặt như vậy và cái cửa sập. Đấy. Và một cái để cảm biến ở trên cái hàng rào nha các bạn. Rồi như vậy thì chúng ta đã làm được cái chỗ AFK rồi. Bây giờ công việc của chúng ta chỉ cần đứng đây và dùng cây cần câu để câu thôi. Và bây giờ thì mình sẽ làm một cái ngôi nhà trước đi, tại vì bây giờ mình chưa chế tạo được cái cần câu các ông ơi, mình chưa có đủ chỉ ấy. Mới có một chỉ à, cần 2 chỉ mới làm được cây cần câu ấy. Và ở phía dưới hình như có một cái hang hay sao ấy, mình nghe tiếng con nhện kêu nãy giờ này đó. Một tí chắc mình sẽ xuống dưới để đánh nó để lấy cái sợi chỉ các ông ơi, để làm cây cần câu ấy. Rồi tạm thời thì mình sẽ xây trước cái ngôi nhà cái đã. Cái này là 1, 2, 3, lên 4 ô nha. Và sau đó nói lại các bạn ơi. Đấy. Nói lại như vậy. Mình hết gỗ rồi. Hiện tại thì mình hết gỗ sồi các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi chặt một ít gỗ sồi nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục xây cái ngôi nhà câu cá của chúng ta nha. Đang xây thì mình phát hiện một con Enderman ở đây các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đánh nó để xem coi có rớt cái ngọc Ender không nha. Bây giờ thì mình chưa có cây kiếm ấy, cho nên đánh con Enderman thì rất là nguy hiểm luôn. Giờ mình sẽ thử nha, thử đánh thôi. Liều thôi, làm liều thôi. Đánh mày nè, đánh mày nè. Ui. 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 Yeah. Mình cũng đã có được một cái ngọc Ender rồi các ông ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục quay trở lại rồi làm tiếp phần máy nha. Ok các bạn ơi, và khi các bạn làm phần máy thì lưu ý là nên chờ ánh sáng ngay cái block nước ở phía dưới để tăng cái độ may mắn khi mà chúng ta câu cá nha. Rồi như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái nhà câu cá rồi. Công việc tiếp theo là mình sẽ đặt mấy cái cửa sổ vào thôi. Hình như ở trong nhà mình còn một ít cát hay sao ấy, mình sẽ nung lên để làm thủy tinh và làm mấy cái tấm kính ốp vào nha. Rồi giờ vô nấu thôi các bạn. Đây mình có một ít cát ở đây và mình sẽ cho vào lò nung để nấu lên nha. Để mình coi coi. Đây mình còn một ít này, mình sẽ dùng cái này để làm trước mấy tấm thủy tinh để ốp vào đi các bạn. Đây mình sẽ đổi ra tấm thủy tinh và ốp vào thôi. Đó, công việc tiếp theo của mình là đi xuống cái hang ấy để xem coi ở phía dưới có mấy con nhện rồi mình đánh ấy, để mình lấy mấy cái sợi chỉ và làm cái cần câu thôi các bạn ơi. Đây mình sẽ ốp vào đây, ở đây cũng như là ở bên đây. Ồ may quá, vừa đủ các bạn ơi. Vừa đủ luôn. Đó, ở phía trên này mình sẽ ốp lại như vậy. Đấy, ồ cái này thì không đặt được rồi. Mình sẽ đặt bằng mấy cái slab luôn đi. Ấy mình sẽ đặt lại như vậy. Đó. Ui. 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 Ui bị kẹt rồi, bị kẹt rồi. Bị kẹt rồi. Ui. 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 Ui sao giờ? Ui ui ui. 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 Cái số, cái số, cái số, cái số. Ui múc nó không được luôn. Ui rồi sao ra? À đập 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 ở trên được.
Ui sợ thế sợ thế. Ui. Ui may quá quá lên được rồi lên được rồi. Ui, nguy hiểm ghê các bạn ơi, không nên đứng ngay đây ngang đứng ngay đó là bị mắc kẹt đấy các bạn ơi. Ui xém chết rồi. Rồi giờ mình sẽ đặt lại cái cửa sập bằng sắt ở đây. Đó. Rồi, vậy là xong rồi. Ở đây ấy, thì các bạn nên đặt bằng cái cửa bằng sắt nha các bạn ơi. Tại vì nếu dùng cái cửa gỗ ấy thì mấy con zombie có thể tấn công được vào hay sao ấy. Đó, cho nên mình sẽ dùng cửa sắt ở đây và ốp lại bằng mấy cái cầu thang ở ngoài. Nhưng mà mình phải đặt một cái nút nữa. Mình phải có nút thì mới đi ra ngoài được các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái này cũng được đi. Đấy, mình sẽ dùng tấm áp lực các bạn. Đó, mình sẽ đi ra ngoài. Và mình sẽ đặt cái cầu thang ở đây. Đó, như vậy là xong rồi. Giờ mình sẽ dùng cái nút để đi vào nha. Đấy, giờ mình sẽ đặt một cái nút ở bên đây cũng như là ở bên đây. Rồi, đi vào. Đấy, đi ra thì mình dùng một cửa thôi. Rồi. Như vậy là xong rồi đó các bạn ơi. Ấy ở đây thì có ánh sáng thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn nha các bạn. Rồi tạm thời thì mình đã xong cái chỗ câu cá rồi. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái hang ở phía dưới nha. Trước khi đi thì mình sẽ chế tạo một cây kiếm sắt các bạn ơi. Để khi xuống hang ấy mình gặp mấy con quái thì mình có thể tấn công bọn chúng. Cũng như là chế tạo một cái khiên để bảo vệ mình trước cái đã. Rồi mình sẽ làm một cái khiên. Đấy. Như vậy thì mình sẽ an toàn hơn các bạn ơi. Và mặc bộ giáp vào. Đó. Mặc bộ giáp sắt vào. Mình dự định sẽ chế tạo một cái ủng nhưng mà mình sợ thôi kệ làm luôn đi các bạn. Tại vì mình sợ cây cúp mình hư ấy, mình không có cây cúp sắt để đào tiếp ấy. Chắc bây giờ mình sẽ tìm cách tạm thời chắc mình sẽ đi xuống dưới đi để đào thêm ít sắt đi rồi có gì mình chế tạo ở phía dưới luôn các bạn ơi. Đấy, mình có thể làm mấy cái lò nung ở phía dưới rồi nung lên mà. Đó, giờ mình sẽ đi xuống dưới bằng cách đào thẳng xuống nha. Ở đây mình chưa có làm được cái xẻng nữa. Chắc mình sẽ làm một cái xẻng ở đây luôn đi các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ làm một cây xẻng bằng sắt nha. Như vậy, ô nhầm. Đó, như vậy mới đúng này. Rồi, giờ đi đào xuống thôi. Bây giờ trời cũng đang tối mà không sao đâu. Giờ mình xuống hang mà, đâu cần phải ngủ đâu các bạn. Giờ mình sẽ đào xuống ngay tại đây đi. Đó, ở đây là trên bờ các bạn cho nó dễ nha. Rồi, đào xuống. Ui, đào như vậy thì hơi nguy hiểm các bạn ơi. Thì trên Minecraft thì không nên đào thẳng xuống như vậy ấy. Thì nó sẽ nguy hiểm lắm các bạn. Đấy, cho nên đào hai ô như vậy thì nó sẽ an toàn hơn nha. Rồi. Nhưng mà cái hang đó hình như không phải hướng bên đây thì phải. Ok, giờ mình sẽ thử đào qua bên đây xíu nha, coi có đụng cái hang đó không nha. Nãy rõ ràng mình nghe tiếng con nhện ngay đây nè các bạn ơi. Mà sao nãy giờ mình ui, âm thanh gì thế? Lâu lâu trên Minecraft lại có những âm thanh rất là lạ. Ui đây, cái hang này. Ui zombie. Kì quá. Rồi. Ui đó. À, một cái spawner. Spawner của zombie các bạn ơi. Được, sắp tới mình có thể làm được cái chỗ farm kinh nghiệm rồi. Đấy, rất là tiện luôn. Giờ mình sẽ farm ấn cái spawner này trước cái đã. Ui. Yeah. Cuối cùng chúng ta đã farm ấn được cái spawner rồi. Ở đây có hạt dưa hấu này và một cái giáp ngựa bằng vàng. Được. Và được thêm hai cái xô các bạn ơi và được 5 sợi chỉ luôn. Như vậy thì chúng ta có thể craft được một cây cần câu rồi. Ngoài ra bây giờ mình sẽ lấy luôn cái rương. Đó, và thắp thêm đuốc để cho nó sáng nha các bạn. Không ngờ ở dưới cái chỗ câu cá của mình lại có một cái spawner các bạn ơi. Và ở đây có sắt này. Bây giờ mình sẽ thắp đuốc ở đây và mình sẽ đào một ít sắt ra đi để mình có thể nung lên luôn các bạn ơi, để mình có thể làm được một cây cúp sắt mới ấy. Tại vì cái cúp sắt của mình nó gần hỏng rồi. Giờ mình sẽ làm một cái lò nung ngay tại đây. Đấy, một cái lò nung và nung sắt lên. Nung ở đây luôn. Đó, rồi trong thời gian chờ đợi ấy thì mình sẽ đi khám phá tiếp các bạn ơi. Ở đây vẫn còn đường này. Đó, cái hang này thì Ripper. Ui, giờ mình sẽ lấy cái khiên lên. Đó. Ripper này hết sợ rồi. Boom. Ui, mất hết cái quặng sắt của mình rồi. Thôi mà không sao đâu các bạn. Đấy, mình được thành tựu rồi kìa. Ui, nhiều skeleton quá. Không phải hôm nay. Được thành tựu không phải hôm nay các bạn ơi. Ui, thắp đút lên. À, đánh nè. Rồi. Ủa đây có bé nhện nữa. Kệ bé đi, bé không đánh mình là được. Tại vì khi mà có nhận gặp nhện đấy các bạn thì các bạn chỉ cần cắm đút ở phía dưới thì nhện sẽ không tấn công nha. Ở đây thì có ánh sáng nè các bạn. Đấy, nhện sẽ không có tấn công ấy. Ui. Ủa? Nhớ thắp đút mà là sẽ không đánh mà ta. Ủa? Ủa, chắc bị thay đổi hay sao các bạn ơi? Tại vì lúc trước mình nhớ là khi mà mình thắp đuốc ở dưới chân ấy thì nhện sẽ không gượt mình và cũng như là không đánh mình nữa ấy.
Nhưng sao lần này lại đánh mình nhờ? Ồ, lạ nhỉ. Rồi, giờ mình sẽ lấy hết. Ui, hư cúp rồi. Không sao đâu, giờ mình sẽ làm một cây cúp mới các bạn ơi. Đó, mình được 4 phôi sắt và mình làm một cây cúp bằng sắt mới nha. Đấy, được một cây cúp sắt mới rồi. Nhưng mà ở trên vẫn còn đường kìa. Nhưng mà thôi kệ đi, giờ mình chỉ khám phá ở phía dưới thôi các bạn ơi. Và mình sẽ lấy một ít than để có thể chế tạo thêm đuốc các bạn ơi. Mình cũng gần hết đuốc rồi. Mình sẽ làm thêm một ít đuốc nha. Đây, mình được ba mươi mấy cây đuốc nữa. Tha hồ mà cắm các bạn. Ở đây mình sẽ dời cây cúp qua số 3 đi để có thể dễ bấm hơn các bạn ơi. Ở đây thắp đuốc lên. Ở dưới có lava kìa. Được 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 được. Mà trước tiên thì mình cần lấy số sắt ở đây cái đã. Đó, ở đây thì có khá là nhiều luôn. Hồi nãy Reaper nổ hư hết một quặng rồi. Tiếc ghê luôn á. Tại vì giai đoạn đầu mà các bạn, mấy cái tài nguyên khoáng sản này thì rất là cần thiết luôn. Mà mất một cục thì cũng khá là tiếc. Ui trụ. Mình phải làm dấu cái đường lên cái đã. Giờ mình sẽ đào lên như vậy nha. Đây, giờ đào lên một xíu để có thể có cái đường đi lên các bạn ơi. Mình sẽ đặt một cục cục đất ở đây đi. Đó, rồi đường lên là như vậy nha. Ngoài ra thì cần phải cắm nước thêm đuốc các bạn để nhớ đường lên nữa. Đó. Rồi, giờ tiếp tục khám phá thôi. Ở đây thì khá là tối các bạn ơi. Mình để mình xem coi. Ở đây có khá là nhiều mấy cái đá này luôn nè các bạn. Đá này thì dùng để trang trí rất là đẹp luôn ấy. Đó. Rồi, giờ mình sẽ thắp đuốc ở đây và bên đây. Mà chương mình phải đào mấy cái sắt này các bạn ơi, để một hồi đi lại quên không đào nữa. Rồi, đấy, được một ít sắt và qua đây coi. Ở đây còn sắt nữa này. Ở cuối đường nhưng mà cũng có sắt nữa. Wow, ngoài than thì chắc bây giờ mình chưa cần đào nhiều đâu các bạn ơi, tại vì cúp mình hơi cùi ấy, đào rất là lâu luôn. Đó, cho nên bây giờ mình chỉ đào khi nào mà mình gần hết đuốc thôi ấy. Rồi, mình sẽ đi tiếp qua đây nha. Để mình xem coi. Hy vọng cái hang này sẽ dẫn xuống sâu sâu các bạn ơi, tại vì bây giờ mình cũng đang cần kim cương để có thể chế tạo mấy cái dụng cụ kim cương và cái bàn phù phép ấy. Cái bàn phù phép thì rất là cần thiết luôn. Khi mà mình có bàn phù phép thì mình có thể nâng cấp mấy cái dụng cụ mình lên ấy thì dùng nó sẽ tốt hơn các bạn ơi. Đây, giờ mình sẽ đào số sắt ở đây cái đã. Đó. Đây, đào xuống ở đây. Có hai quặng à. Ở đây, ở đây nhiều này. Đó. Đào sắt ở trong hang thì rất là thích luôn các bạn ơi, kiểu như nó spawn gần gần nhau và rất là nhiều luôn. Đó, tha hồ mà đào. Và mình nghe tiếng nước chảy ở đâu đây này. Ở đây đây đây. Có vàng luôn. Đi một xíu đã gặp vàng rồi các bạn ơi. Wow. Mình sẽ chặn nước ở đây đi các bạn ơi, tại vì nó khá là khó chịu luôn ấy. Đấy, giờ chặn nước rồi, giờ tha hồ mà đào thôi. Đấy. Và các bạn nhớ nha, đi mai thì nên mang theo một xô nước để có gì mình gặp lava hay mấy cái dũng hoặc mấy cái hồ lava ấy thì mình có thể kiểu như đi vượt qua nó một cách dễ dàng hơn ấy, chứ không có nước thì mệt lắm các bạn ơi. Giờ sẵn tiện ở đây thì mình sẽ lấy xô nước ở đây luôn nha. Mình có xô nước rồi. Chắc không cần đâu. Rồi, giờ mình sẽ đào sắt ở đây. Đấy. Khá là nhiều luôn các bạn ơi. Hiện tại thì mình cần chế tạo thêm một ít cái hopper nữa, cho nên việc đào sắt thì rất là cần thiết luôn các bạn ơi. Qua đây coi. Ở đây còn có một đường nữa này. Mình sẽ khám phá từng đường riêng nha các bạn. Đấy, để không bị bỏ sót ấy. Mình sợ bỏ sót mấy cái hang này lắm, tại vì trong hang mà rất là nhiều khoáng sản luôn. Bỏ sót giai đoạn đầu thì là không nên đâu. Đấy, và mình sẽ xuống đây. Hang này sâu thật đấy các bạn ơi. Dẫn tít ở đây này. Và ở đây là tầng 28 rồi. Cũng khá là gần tầng có kim cương rồi đấy. Nhưng mà ở đây lại là hang cùng rồi. Ok đi, giờ đào số sắt này trước cái đã các bạn. Wow, nhiều thật ấy. Ra mấy cái hang này mình cũng phải thắp đuốc lên các bạn ơi, để cho nó đừng spawn quái ở dưới ấy. Tại vì mình ở trên mà ở dưới cứ kêu hoài à, rất là khó chịu luôn các bạn ơi. Rồi, giờ đào tiếp thôi. Mình nghe tiếng zombie rất là gần luôn các bạn ơi. Đấy, ở đây có một cái hang hay sao ấy, mình nghe tiếng con dơi nữa kìa. Căng đây căng đây, giờ mình sẽ đào lên một xíu nha. Đó, tiếng zombie rất là gần luôn rồi đó các bạn ơi. Đâu ta, đấy 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 đấy. Ui. 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 Im bài, ui. Chém không tới, chém không tới. Đây đây đây. Đánh người này, kêu réo cái gì? Kêu réo cái gì? Nãy giờ. Ui, Reaper hả? Reaper. Đó, đánh với Reaper thì các bạn nên đánh một cái rồi nấp nha các bạn, thì nó sẽ không phát nổ nha. Chứ đánh mà kiểu như đánh liên tục thì đợi gần thì nó sẽ phát nổ nha các bạn ơi. Đấy, rất là nguy hiểm luôn. Ở đây là một cái hang nữa này.
Không biết cái hang này có dẫn tới cái hang hồi nãy của mình không nhờ? Tại vì cái hang hồi nãy của mình toàn là đường cùng thôi các bạn ơi. Ồ, cái hang này cũng khá là rộng này. Wow, giờ mình cũng hết đuốc rồi. Giờ mình sẽ làm thêm một ít đuốc đi. Đấy, để cắm lên. Rồi. Ồ, đường cùng rồi. Ở phía trên thì như là đất liền hay sao các bạn ơi? Ở đây tầng 50 mấy rồi này. Ừ, thôi kệ đi, giờ tạm thời mình đào mấy cái sắt ở dưới này trước cái đã. Đó, ở đây và ở bên đây. Ở dưới còn đường nữa các bạn ơi. Được ấy, được ấy. Sẵn tiện mình sẽ khám phá nốt cái hang này luôn nha, để xem coi nó có gì đặc biệt ở phía dưới không nha các bạn. Rồi, giờ xuống đây thôi. Ở trên vẫn còn sắt này. Wow, nhiều sắt thật ấy. Và cái cúp của mình thì nó cũng gần hư rồi. Chắc tí nữa mình phải craft thêm một cây cúp mới các bạn ơi. Để mình coi coi, đừng ha... mình định nói là đừng có hang cùng mà hang cùng mất tiêu rồi. Tiếc ghê á, tại vì mấy cái hang này thường thường hang cùng thôi các bạn ơi. Hang cùng thì mình khó lòng mà tìm được mấy cái viên kim cương lắm. Mình thì đang rất là cần kim cương luôn. Đấy, thằng ra kệ đi, giờ mình tạm thời mình sẽ đi lên và tìm một cái hang khác và chúng ta bắt đầu đi mai tiếp nha bạn, để có thể tìm được kim cương sớm nhất rồi chế tạo mấy cái dụng cụ cần thiết nữa. Chứ bây giờ mà vẫn chưa tìm được kim cương thì hơi khó khăn đấy các bạn ơi. Tạm thời mình sẽ thắp đốt ở đây và ở bên đây rồi đào sắt tiếp. Đấy, rất là nhiều sắt luôn. Tí mình sẽ nấu thêm một ít sắt ấy rồi chế tạo một cây cúp sắt mới các bạn ơi. Rồi ở đây và ở bên đây xong. Giờ đi xuống tiếp này. Ở dưới vẫn còn đường. May quá, may quá. Rồi, giờ mình sẽ đào ở đây. Nhiều sắt thật đấy. Wow, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Mười mấy quặng liền luôn. Sướng ghê, sướng ghê. Rồi, giờ mình sẽ đào hết ở đây cũng như là sắt ở phía dưới nha. Này, ở đây nữa này. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cúp mới nha các bạn. Rồi, một cây cúp mới. Rồi, tiếp tục đào thôi. Đấy, đang đào mà nó hư cây cúp các bạn ơi. Rồi giờ tạm thời thì mình cho nó nấu ở đây nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới coi. Ui, ở dưới con Reaper các bạn ơi. Rồi đào một cái đường đi xuống ở đây và đánh con Reaper đi xuống dưới đi. Ui ui ui, đi xuống dưới đi. Mình đánh một cái Reaper nó té xuống dưới luôn các bạn ơi. Reaper nè. Rồi một hit cuối cùng thôi, đi lên đi lên. Reaper, yeah. Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống dưới nha. Và cái hang này hình như khá là sâu này các bạn ơi. Cái này là tầng 30 mấy rồi. Để mình coi coi. Có lưu ly này. Được 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 được. Rồi đào ra và cắm đuốc ở đây. Có vàng nữa luôn các bạn ơi. Vàng thì khá là hiếm ấy. Rồi tạm thời mình sẽ thắp đuốc lên trước cái đã, rồi mới đào được các bạn. Kiểu như mình chưa thắp đuốc ấy mà mình đào thì nhiều khả năng là nó sẽ spawn quái rồi lại tấn công mình ấy. Thì như vậy thì rất là nguy hiểm luôn. Rồi giờ qua đây đào tiếp sắt nào. Đấy, đào hết sắt luôn. Rồi thường thường thì mình sẽ đào hết một lần luôn các bạn ơi, để những lần sau ấy mình đi xuống thì mình không cần phải để ý nữa các bạn ơi. Mình chỉ tập trung vào việc tìm những thứ cần thiết kiểu như là kim cương thôi. Đấy, thì nó sẽ tiện hơn. Rồi đào ở đây và ở bên đây luôn nha. Rất là nhiều sắt luôn. Cái hang này nó dẫn tới một nơi rất là sâu luôn nè các bạn ơi. Ở dưới đây có vàng này. Wow, được được được. Và bên kia có tiếng con zombie kìa. Nhưng tạm thời thì mình sẽ thắp đuốc lên trước cái đã thì mới đào vàng được các bạn ơi. Đó, đào hết vàng ở đây luôn. Đấy, rất là nhiều luôn. Nãy giờ mình đào cũng được mười mấy quặng rồi các bạn ơi. Wow. Rồi đi xuống đây coi. Ở trên vẫn còn vàng. Và ở đây có con Zombie hả. Ở đây có cái gì này. Lava. Để mình coi coi. Mấy cái hồ lava này hình như khá là rộng nè các bạn ơi. Để mình coi coi dưới này có kim cương không nha. Kim cương đâu ta. Mà quên đó, mình phải cắm đuốc lên nữa các bạn ơi. Để một hồi nhớ đường mà quay về nữa. Đi một hồi lạc là thôi luôn á. Rồi, giờ mình sẽ đào đây ra. Đi xuống coi. Cái hồ lava bự như thế này mà không có cái... Ui. Yay. Kim cương. Kim cương ở dưới ravine luôn. Wow, mà hình như có một viên hay sao các bạn ơi. Có một viên à. Cái công nhận cái ravine này bự thật các bạn ơi kìa. Rộng tít đằng kia, dài tới đây luôn các bạn ơi. Rất là nhiều khoáng sản ở hai bên luôn. Nhưng mà cái kim cương này chỉ có hai quặng. Ba quặng đi. Hy vọng là ba quặng nha các bạn, tại vì mình cần ba quặng để làm được một cây cúp kim cương ấy. Một quặng, hai quặng, yay, ba quặng. Vừa đủ để làm một cây cúp kim cương các bạn ơi. Được ấy, được ấy. Giờ mình sẽ đi tiếp coi cái ravine này có gì không nha.
À, cũng phải cắm đuốc nữa các bạn ơi. Đi thì phải nhớ cắm đuốc nữa. Không thôi một hồi không có nhớ đường mà về đâu. Qua đây coi. Có kim cương không? Không có rồi các bạn. Giờ mình sẽ ăn trước cái đã. Nãy giờ mình đi mà quên để ý thanh thức ăn nữa. Ăn vô, nhầm. Rồi, đi tiếp. Để mình qua đây coi. Lấy cái sẻng đầu ra. Đi đi nãy giờ mà mới gặp được kim cương các bạn ơi. Wow, được ấy. Rồi, giờ mình sẽ lên đây. À, thắp đốt ở bên đây. Và mà quên nữa, phải đào sắt các bạn ơi. Là mới gặp kim cương, vui quá giờ quên đào sắt luôn rồi. Đó. Rồi, đào ra ở đây. Ở đây. Nhiều thật các bạn ơi. Mười mấy quặng luôn. Wow. Rồi, đã hết chỗ này mình sẽ đi tiếp ở hướng bên đây nha, tại vì bên đây còn vẫn chưa đi hết nè các bạn ơi. Đó. Ở đây là vẫn đi trên cái ravine này. Được ấy. Giờ mình sẽ xuống đây và xem coi ở dưới có kim cương không nha. Ở đằng kia có sắt kìa. Mình sẽ nhảy qua đây. Và qua đây coi. Ở đây mình thấy có redstone hay sao các bạn ơi. Không, cái này chỉ làm cái hồ lava thôi. Giờ sẽ lấy lưu ly ở đây. Khá là nguy hiểm các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng để không để nó rơi xuống lava ấy. Thì rơi xuống lava là mất luôn á các bạn ơi. Ở đây coi. Không có kim cương. Đứng ở trên đây thì cũng khá là sợ các bạn ơi, tại vì mình sợ rơi vào lava ấy. Chưa có giáp kim cương mà rơi vào lava thì rất là dễ chết luôn. Giờ mình sẽ đặt ở đây. Và cẩn thận mấy chỗ sỏi này nha, nó sẽ sập xuống ấy các bạn ơi. Giờ mình sẽ cắm nước ở bên đây cái đã. Nhảy qua đây. Có vẻ ở đây hết kim cương rồi. Mà giờ mình sẽ xuống dưới đào một ít cái luli cũng như là redstone nha, để mang về các bạn ơi. Ở đây có nữa này. Cẩn thận ở dưới có lava nha các bạn. Ở đây thì thường rất là dễ có lava luôn. Đấy, giờ sẽ đào ra đây. Và ở đây. May quá. không có lava. Được. Đấy, đào ở đây. Ui. Đắp lại. Thôi, bỏ. Đào cố đào một hồi. Lava nó tràn vào thì tôi mất đó các bạn. Rồi, mình sẽ đào ở đây. Nhiều sắc tật các người. Không ngờ ở dưới cái chỗ của mình ấy lại có một cái ravine rộng như vậy nè các bạn. Thường thường thì quặng sắt thì nó sẽ spawn ở hai bên cái ravine này. Tha hồ mà đào luôn các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ đào ở đây nữa này. May quá. Xem rớt xuống lava rồi. Rồi, lên đây đào tiếp nha. Nãy giờ mình nhìn sơ sơ thì mình cũng hơn một stack mấy cái quặng sắt rồi đó các bạn ơi. Wow, nhanh thật ấy, đi một xíu thôi. Rồi, giờ mình sẽ đi qua bên đây. Cái này chắc hôm khác xuống đào quá. Hôm nay mình chủ yếu là muốn tìm kim cương thôi các bạn ơi. Mà thôi, sẵn tiện chắc đào luôn đi các bạn ơi. Đấy, đào tiếp ở đây. Và ở bên đây. Đó. Rồi, mình sẽ qua đây lấy thêm ít redstone rồi quay lên nha các bạn. Ok cảm ơn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái chỗ để có thể nuôi mấy bé cừu, mấy bò nha các bạn. Mình sẽ tận dụng cái gốc cây này để làm cái chuồng luôn đi. Đó, giờ mình sẽ kéo ra bên đây tầm cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô. Cái chuồng sẽ là 7 ô nha các bạn. Đó. Ui, có mấy cái cỏ này khó chịu thật ấy. Nó cứ cản chỗ mình xây hả các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ dọn ra một ít đi. Đó, rồi, cái này tiếp tục làm chiều ngang thì chắc mình không cần đếm đâu. Đó, làm miễn sao cho thấy nó rộng rộng là được rồi các bạn ơi. Rồi mình sẽ đặt tiếp ở đây và ở bên đây. Đó, đây là cái đường mình đi vào này. Đây mình sẽ làm lên cao một xíu nha, tầm vầy. Đó, sau đó mình sẽ chế tạo một cái cổng các bạn ơi. Cổng thì mình sẽ làm một cái bàn chế tạo ở đây và grab một cái cổng bằng gỗ sồi luôn. Cổng thì mình cần một cái ít que và ở đây. Đó, thế là mình đã có một cái cổng rồi. Mình có thể nuôi chung được không nhờ? Thôi đi, giờ chắc mình sẽ nuôi riêng đi các bạn ơi. Đó, để mình có thể dễ cho mấy bé ăn hơn ấy. Rồi, giờ mình sẽ đặt qua bên đây. Đó, gần sát cái hồ này là được rồi đó các bạn. Rồi kéo qua bên đây. Đó, tại vì bây giờ mình cũng chưa có nhiều mấy cái hàng rào đâu. Khi nào mình có nhiều hàng rào thì mình sẽ làm một cái chỗ nuôi kiểu như nó rộng hơn ấy các bạn ơi. Đó, tạm thời thì mình chỉ làm để có thể nhân giống lên mấy bé thôi. Đó, và chế tạo thêm một cái cổng ở đây nha. Ở đây mình sẽ làm một cái cổng như vậy. Đấy, lấy que ra và đặt xuống. Xong, có thêm một cái cổng và đặt vào. Đấy, vậy là xong rồi. Giờ mình sẽ đưa mấy bé vào trong nha. Nhưng mà chắc bây giờ mình sẽ vô ngủ trước các bạn ơi. Thì vì trời bây giờ đã tối rồi này. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa mấy bé cừu, mấy bé bò vào bên trong nha các bạn. Rồi, mình sẽ đưa cừu hay bò vô trước ta. Đưa bò đi vô trước đi các bạn ơi. Đấy, rồi, bò, bé bò. Ui, bọn cướp dân làng kìa các bạn ơi. Ui, bọn chúng đang lăm le để cướp bọn cái dân làng của mình.
Nguy hiểm đây, nguy hiểm đây. Giờ mình sẽ đưa mấy bé bò vào trước nha, gọi qua bển đánh bọn chúng nha, để cho bọn chúng đừng có ăn hiếp cái dân làng của mình đấy các bạn. Ui, mới đây đã tìm tới cái làng mới của mình rồi. Hình như đi đâu bọn chúng cũng tìm tới các bạn ơi. Ui, căng thật ấy. Rồi, giờ vô giết mấy em ơi, vô giết, còn phải đánh bọn chúng nữa. Và hình như lần này thì không có tên cầm đầu các bạn ơi, không có tên có cái banner trên đầu ấy. À, cho nên cũng khá là dễ rồi. Có tên đó thì mình hơi lo thôi các bạn ơi, tại vì cái tên đó thù dai lắm, mỗi lần mình đánh là lần sau cũng kéo lại đánh tiếp mình lần hai à. Và ở tập trước ấy thì mình có tìm thấy một bé cừu hồng ở bên đây nè các bạn ơi, và ngày hôm nay chắc mình sẽ dẫn bé cừu hồng về để nuôi luôn nha. Đó giờ mình mới gặp cừu hồng trong sinh tồn luôn các bạn ơi. Ồ, hôm bữa mình gặp ở đây này. Đây 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 đây. Có mình bé ở đây này. Rồi, về thôi em ơi. Mình cứ nhầm lẫn. Ủa? À không, đây là bé heo mà. Ở đây 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 đây, đây mới là bé cừu này. Đó, nhìn rất giống mấy bé heo luôn các bạn ơi. Mình nhìn sơ qua mình cứ tưởng bé heo thôi, nhưng mà nhìn kỹ lại mình mới biết đó là bé cừu ấy các bạn ơi. Ồ. Rồi, về em ơi. Ngoài ra mình vừa nhặt được cái trứng ấy kìa, nó đã mở khóa cái công thức kia ta, cái bánh kem đó các bạn. Giờ chắc mình sẽ dắt mấy bé gà về luôn đi các bạn ơi. Đó, về về mấy em ơi. Rồi ok, hẹn lại các bạn khi mình dẫn mấy bé cừu và gà này về nhá. Ok, cảm ơn, mình đã đưa mấy bé cừu, mấy bé gà cũng như mấy bò vào bên trong rồi. Bây giờ mình sẽ nhân giống mấy bé lên nha. Đó, giờ mình sẽ cho mấy bé cừu này ăn này. Mình đang thắc mắc cừu hồng với cừu trắng sẽ ra cừu gì nha. Ra một bé cừu hồng này. Được ấy, được ấy. Giờ mình sẽ nhân giống mấy bé gà lên luôn. Đó, để chúng ta có thêm mỡ trứng ấy các bạn ơi. Đó, gà ăn đi. Đấy. Rồi. À, ui ui mình quên không đóng đóng cửa. Vô vô vô, ui mới đây mấy bé là chạy ra ngoài rồi. Vậy là ổn rồi, bây giờ mình sẽ quăng bển rồi đánh bọn cướp dân làng nha, để đuổi bọn chúng ra tránh xa cái ngôi làng của mình ra các bạn ơi. Bọn chúng cứ lăm le rồi cướp mấy cái anh dân làng à, tội nghiệp ảnh ghê luôn ấy. Rồi mình sẽ qua đây chơi mấy tên này nha. Này thì dám ha, me me cướp làng của mình hả? Rồi hồi nãy mình thấy hai tên lận các bạn ơi. Còn tên kia đâu ta? Ok, giờ một tên thì sử một chút, một tên cũng được các bạn. Lên nọ hả? Lên nọ hả? Lên nọ, lên nọ. Rồi, giờ mình sẽ qua đây coi. Hồi nãy mình thấy tên một tên nữa mà ta, một tên cầm rìu các bạn. Ủa, hắn đâu rồi? Có khi nào hắn hắn vô cái làng của mình không? Ui, lẹ 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 lẹ, ăn 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 vô ăn vô. Ui, mình sợ hắn vô làng của mình rồi đánh mấy anh dân làng của mình các bạn ơi. Ui, đừng nha. Ui. Đừng 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 nha. Ở đây còn anh dân làng này. À, chắc tên kia chạy rồi các bạn ơi. Hồi nãy nghe mình nói sẽ qua đánh đây, cho nên chắc tên kia sợ chạy mất tiêu rồi. Được ấy, được ấy. Giờ chắc mình sẽ lấy mấy viên emerald này về cũng như là bánh mì về nha. Rồi, tạm thời mình sẽ đóng cửa lại. Rồi đi xung quanh đây coi coi có gì mới không nha bạn. Biết đâu mình lại tìm được cái nhà của bà phù thủy thì sao. Thường thường ở khu đầm lầy thì có khả năng chúng ta tìm thấy nhà của bà phù thủy ấy. Và ở đây thì có đất sét này. Ồ, đất sét này chúng ta có thể nấu lên để làm gạch đấy các bạn ơi. Ở đây có mía này. Bên đây sao ta? Nãy giờ mình không thấy lá súng ta. À đây đây có cái bông này nè các bạn. Cái bông này mình thấy khá là đẹp luôn. Chắc mình sẽ đem một ít bông về nhà để trang trí nha. Nó mở thêm công thức rồi đó các bạn. Cái này là dùng để làm cái màu gì? Xanh nhạt. Cái bông này là để dùng đổi thành cái bột nhựa màu xanh nhạt các bạn ơi. Ở đây có mấy bé bò này. Sao mình không thấy lá súng ta? Mình cần lá súng về kiểu như trang trí cái hồ ấy, nhưng mà không thấy cái lá súng nào hết ấy. Ngộ nhỉ. Để mình qua đây. Đây có một hai cái lá súng ở này. Bên kia là cái khu đồng bằng hay sao ấy. Để qua đây xíu coi. Thường thường ở khu đầm lầy ấy thì đúng thời điểm trăng tròn hay trăng khuyết hay sao các bạn ơi, thì sẽ xuất hiện slime ấy. Mình thì đó giờ rất là ít gặp slime luôn, chỉ gặp mấy con ở dưới hang thôi ấy. Thành ra ít bữa nữa nếu có thể thì mình sẽ qua đây để canh coi coi có bé slime nào xuất hiện không nha. Vì bóng slime mình có thể chế tạo được cái cọng dây và mấy cái bít tông kết dính đấy các bạn ơi. Mấy thứ đó thì rất là cần thiết luôn. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên đây. Có vẻ không có cái nhà của bà phù thủy rồi. Mà không sao đâu các bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ quay về nhà thôi. Đi nãy giờ cũng xa rồi, sợ lạc lắm. Ok, bây giờ mình sẽ vào bên trong và chế tạo một cây cần câu để chúng ta có thể câu cá nha các bạn. Mình cần một ít chỉ ở bên đây. Đây, cần hai cọng chỉ và mấy cái que. Đó, rồi mình sẽ chế tạo một cây cần câu ở đây.
Dạ, hiện tại thì mình chưa có cái bàn enchant các bạn ơi, cho nên chưa thể enchant lên đây. Khi nào mình có bàn enchant mình sẽ enchant cây cần câu cho nó kiểu như xịn sò hơn, rồi chúng ta mới có thể câu được nhiều cuốn sách kiểu như là tốt hơn ấy các bạn. Rồi giờ mình sẽ vô đây và câu thôi. Đấy, cứ đứng ở đây rồi chỉ vào cái gì ta, cái này là cái nốt nhạc các bạn ơi. À, mình biết sao nãy giờ không xài được rồi, mình chưa có đổ nước các bạn ơi. Câu cá mà không bổ nước sao câu được. Đó, giờ mới được này. Ủa, what? Ủa, à được rồi này nè các bạn. Đó, khi nào cái lưỡi câu ấy nó mắc vào cái tấm áp lực ấy thì nó mới hoạt động được các bạn ơi. Giờ mình sẽ thử ở đây ngồi câu một xíu nha, để coi có được cái gì không nha các bạn. Tại vì thường thường câu này thì cũng khá là mất thời gian ấy, cho nên cần phải áp ca các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ đợi coi được cái gì nè ở cái lưỡi câu đầu tiên nha. Rồi, úi. À, vẫn nghe tiếng. Đó, cái khối nốt nhạc rất là hay luôn các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ cố gắng tìm hiểu cái khối nốt nhạc ấy, rồi làm những cái thứ hay ho về nó cho các bạn xem nha. Rồi, cá ơi, lẹ đi. Sao lâu nhờ? Trời cũng gần tối rồi kìa các bạn ơi. Nãy giờ cũng khá lâu mà sao chưa có cá ăn ta? Ui. Đó. Được rồi. Để coi. Boom. Được một con cá tuyết sống các bạn ơi. Được. Vậy là trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình có thể ngồi ở đây và áp ca nha các bạn, để có thể câu được những con cá cũng như là những cái quyển sách nha. Hy vọng là sẽ có được quyển sách Mending càng sớm càng tốt các bạn ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.